nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự thạnh lợi thường thường đến người. Cầu xin cho quả của tâm tính thành tâm bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thú lành thay. Dạ, phần nghi thức lễ bái tam bảo tóm tắt, thọ tâm quy ngũ giới và sám hối ba ngôi tam bảo đó hoàn tất. Dạ, con xin trao mic lại cho MC Nguyên Như để Nguyên Như thỉnh pháp sư ạ. Dạ, kính chúc đạo tràng có buổi học pháp an vui và tiến hóa. Con xin xuống mic ạ. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Thầy Giá. Dạ, con Nguyên Như con xin kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, con xin kính đảnh lễ sư Pháp Thanh và con xin kính chào toàn thể đạo tràng. Và con thấy pháp sư đã vào, Nguyên Như xin kính mời chư vị trong room cùng với Nguyên Như lắng lòng thanh tịnh để thỉnh pháp sư ạ. Nam mô ta sa pha ga wa to arahato samma sambuddhassa. Nam mô ta sa pha ga wa to arahato samma sambuddhassa. Nam mô ta sa pha ga wa to arahato samma sambuddhassa. Brahma chaloka thipati sahampati katan chali an thiwarang ayajatha santi thasantam parajang khajatika. Đề sê tu thầm măng anu cầm bi măng ba chăng sanh thầm ma phê rinh quy nhà danh cha ca giang sùa tánh cha bành thăng a phi thầm ma chăng. Ago ta dân tu cha tu san cha đan ba bồ tha ni ye pa ri sa ya man che. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Và Nguyên Như con xin thay mặt đạo tràng kính thỉnh sư Pháp Thanh có thể cầm mic để thử âm thanh trước khi con đọc bài ạ. Con xin dâng mít tại cho sư ạ. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Kính đảnh lễ chư tôn đức trưởng lão, chư hòa thượng, chư thượng tọa, chư đại đức tăng. Và kính chào tất cả quý tôn nữ và quý Phật tử. Và hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục trong cái phần linh đá vấn đạo, mà trong cái phần ngoại thuyết cô Nguyên Như Quan Hỷ đọc dần phần chánh kinh từ đoạn thứ 9 đến đoạn thứ 14. Sau đó thì sư sẽ giải thích rõ những cái đoạn đó. Mời cô Nguyên Như. Nam mô Bụt Thầy Giá. Sa thú, sa thú, sa thú. Dạ, Nguyên Như xin xin đọc phần đoạn chính của Ni Tiên Vấn Đạo. Khi ấy, Thiên Chủ Sắc Cá đã dẫn đầu hội chúng tỳ khưu đi vào cung điện Kê Tú Má Ti, ôm chầm lấy thiên tử Má Ha Xê Ná, rồi đã nói điều này. Này thiên tử, hội chúng tỳ khưu thỉnh cầu thiên tử về việc tái sanh vào thế giới loài người. Bạch Ngài, tôi không có mục đích gì ở thế giới loài người. Thế giới loài người là căng thẳng bởi nhiều công việc. Bạch Ngài, tôi sẽ là người lần lượt chứng đạt cao hơn, rồi sẽ niết bàn ngay tại đây, nơi thiên giới. Trong khi Thiên Chủ Sắc Cá thỉnh cầu tới lần thứ nhì, tới lần thứ ba, Thiên Tử Mahasena cũng đã nói như vậy. Bạch Ngài,
tôi không có mục đích gì ở thế giới loài người. Thế giới loài người là căng thẳng bởi nhiều công việc. Bạch Ngài, tôi sẽ là người lần lượt chứng đạt cao hơn, rồi sẽ niết bàn ngay tại đây, nơi thiên giới. Phần 10. Khi ấy, Đại Đức Asagutta đã nói với thiên tử Mahasena điều này. Thưa thiên tử, trong lúc xem xét thế gian này gồm cả chư thiên, chúng tôi nhận thấy rằng không ác ngoại trừ Ngài có được khả năng để đập đổ luận thuyết của Đức Vua Milinda để nâng đỡ giáo pháp. Thưa thiền tử, hội chúng tỳ khưu thỉnh cầu Ngài, lành thai bậc thiện nhân, xin Ngài hãy hạ sanh vào thế giới loài người. Xin Ngài hãy nâng đỡ và ban bố giáo pháp của Đấng Thập Lực. Được nói như vậy, thiên tử Mahasena nghĩ rằng, nghe nói ta sẽ có khả năng để đập đổ luận thuyết của Đức Vua Milinda để nâng đỡ giáo pháp, đã trở nên mừng rỡ, phấn chấn, rất là phấn khởi và đã bày tỏ sự chấp thuận. Bạch Đại Đức, thật tốt đẹp thay, tôi sẽ tái sanh vào thế giới loài người. Số 11. Sau đó, khi đã hoàn thành công việc cần làm ở thiên giới, các vị tỳ khưu ấy đã biến mất giữa chư thiên và ở cõi Đao Lợi, và hiện ra ở cao nguyên Rakhita, núi Hy Mã Lạp. Khi ấy, Đại Đức Asagutta đã nói với hội chúng tỳ khưu điều này. Này các sư đệ, trong hội chúng tỳ khưu, có vị tỳ khưu nào đã không đi đến cuộc hội họp? Được nói như vậy, có vị tỳ khưu nọ đã nói với Đại Đức Asagutta điều này. Bạch Ngài, có Đại Đức Rohana, cách đây Ngài đã đi vào núi Hy Mã Lạp và nhập thiền diệt. Xin Ngài hãy phái sứ giả đi đến gặp vị ấy. Đúng lúc vào giây phút ấy, Đại Đức Rohana cũng vừa xuất khỏi thiền diệt, biết rằng hội chúng chờ đợi ta, nên đã biến mất ở núi Hy Mã Lạp và hiện ra ở cao nguyên Rakhita, phía trước 100 Koti, vị A-la-hán. Khi ấy, ta đã nói với Đại Đức Rohana điều này. Này sư đệ Rohana, trong khi lời dạy của Đức Phật đang suy tàn, không nhận thấy các việc cần phải làm của hội chúng. Bạch Ngài, tôi đã thiếu sự quan tâm. Này sư đệ Rohana, chính vì điều ấy, đệ hãy thực hành hình phạt. Bạch Ngài, tôi sẽ làm gì? Này sư đệ Rohana, ở sườn núi Hy Mã Lạp có ngôi làng Bà La Môn tên là Cá Trăng Gá La. Người Bà La Môn tên Sonuttara cư ngụ tại nơi đó. Người con trai của ông sẽ được sanh ra, đứa bé trai tên là Nagasena. Này sư đệ Rohana, chính vì điều đấy, đệ hãy đi vào khất thực ở gia đình ấy trong thời gian 7 năm 10 tháng. Sau khi đi vào khất thực, đệ hãy tiếp độ đứa bé trai Nagasena rồi cho xuất gia. Và khi đứa bé trai đã xuất gia, thì đệ sẽ được thoát khỏi hình phạt. Vị ấy đã nói như vậy. Số 12. Đại Đức Rohana cũng đã chấp thuận rằng, lành thai, còn về thiên tử Mahasena, sau khi từ thiên giới chết đi, đã chấp nhận sự nối tiếp, tái sanh trong bụng người vợ của Bà La Môn Sonuttara. Có ba điều kỳ diệu phi thường đã xuất hiện cùng lúc với việc chấp nhận sự tiếp nối, tái sanh. Các vật dụng chiến đấu đã phát lên ngọn lửa. Trái cây đầu mùa chín tới. Có đám mây lớn đã đổ mưa. Về phần Đại Đức Rohana, kể từ việc chấp nhận sự tiếp nối tái sanh của vị thiên tử trong khi đi vào khất thực ở gia đình ấy trong thời gian 7 năm 10 tháng, đã không nhận được một muỗng cơm hay là một vát canh, hoặc là sự đảnh lễ, sự chấp tay hay là hành động thích hợp, dầu là một ngày. Khi ấy, Đại Đức đã nhận được chỉ là sự chửi rủa, chỉ là sự mắng nhiếc, dầu là chút ít lời nói, này ông hãy đi đi, cũng đã không có người nói. Tuy nhiên, khi đã đến hạn kỳ 7 năm 10 tháng, và một ngày nọ,
Đại Đức đã nhận được một chút ít lời nói. Này ông hãy đi đi. Đúng vào ngày hôm ấy, người Bà La Môn, trong khi đi trở về do công việc bên ngoài, đã gặp được trưởng lão ở lối ngược chiều. Này ông xuất gia, ông đã đi đến nhà của chúng tôi chưa? Này ông Bà La Môn, đúng vậy, tôi đã đi đến. Vậy có phải ông đã nhận được cái gì đó? Này ông Bà La Môn, đúng vậy, tôi đã nhận được. Số 13. Người Bà La Môn với tâm ý hoan hỷ đã đi về nhà và hỏi rằng: mấy người đã cho vị xuất gia ấy vật gì đó phải không? Chúng tôi đã không cho bất cứ vật gì. Vào ngày kế, người Bà La Môn đã ngồi ngay tại cửa nhà nghĩ rằng: hôm nay ta sẽ bắt bẻ vị xuất gia về việc nói dối. Vào ngày kế, vị trưởng lão đã đến tại cửa nhà của người Bà La Môn. Sau khi nhìn thấy vị trưởng lão, người Bà La Môn đã nói như vậy: hôm qua ông đã không nhận được bất cứ vật gì ở nhà chúng tôi mà lại nói là đã nhận được. Chẳng lẽ nói dối là thích đáng đối với các ông hay sao? Vị trưởng lão đã nói rằng: này ông Bà La Môn, trong 7 năm 10 tháng chúng tôi đã không nhận được ở nhà của ông dầu là một chút ít lời nói. Này ông hãy đi đi. Còn hôm qua tôi đã nhận được một chút ít lời nói. Này ông hãy đi đi. Vì có liên quan đến chút ít lời nói nhã nhận này mà tôi đã nói như thế. Người Bà La Môn đã suy nghĩ rằng: những người này sau khi nhận được dầu là một chút ít lời nói nhã nhận mà lại ca tụng ở giữa mọi người là chúng tôi đã nhận được. Vậy thì sau khi nhận được bất cứ loại thực vật thực hoặc vật thực mềm nào khác, vì lẽ gì mà họ lại không ca tụng? Sau khi phát khởi niềm tin, ông ta đã bảo bố thí một muỗng cơm và thức ăn phù hợp từ bữa cơm được chuẩn bị sẵn cho việc sử dụng của bản thân, rồi đã nói rằng ngài sẽ nhận được vật thực này vào mọi lúc. Kể từ ngày kế, sau khi nhìn thấy sự trầm tĩnh của vị trưởng lão đó, trong khi đi đến, người Bà La Môn càng phát khởi niềm tin nhiều hơn nữa và đã thỉnh cầu vị trưởng lão việc thọ thực bữa ăn tại nhà của mình một cách thường xuyên. Vị trưởng lão đã nhận lời bằng thái độ im lặng. Mỗi một ngày sau khi làm phần sự về thọ thực, trong khi từ giả vị trưởng lão đều thuyết giảng chút ít Phật ngôn rồi mới ra đi. Số 14. Quả nhiên, đến hạn kỳ 10 tháng, người nữ Bà La Môn ấy cũng đã sanh ra người con trai. Tên của đứa bé đã là Nagasena. Đứa bé từ từ lớn lên và đã sanh được 7 năm. Khi ấy, người cha của đứa bé trai Nagasena đã nói với đứa bé trai Nagasena điều này: này Nagasena thương, con cần phải học các môn học ở gia tộc Bà La Môn này. Cha yêu quý, những điều gì gọi là các môn học ở gia tộc Bà La Môn này? Này Nagasena thương, ba bộ vệ đà gọi là các môn học, các học thuật còn lại gọi là học thuật. Cha yêu quý, như thế thì con sẽ học. Dạ, Nguyên Như đã đọc xong. Dạ, con xin dâng mic lại cho sư Pháp Thanh ạ. Con xin xuống ạ. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Thầm Ma Giá, Nam mô Sang Ca Giá. Sư tóm lại những cái đoạn này đó, tức là có những vị A La Hán có những cái thiên nhãn thông, biết rõ những cái nhân duyên từ quá khứ, cho nên là các ngài đã đi lên cõi trời để mà thỉnh cái vị thiên tử Mahasena để giáng phàm, đó là tái sanh vào cõi nhân loại. Nhưng mà lúc đầu đó thì cái thiên tử
Tiên tử Sena không có chấp nhận lời thỉnh cầu, do ngài muốn tu tập và niết bàn ở cõi chư thiên. Nhưng mà sau khi các vị A La Hán và vua trời Sắc Cá trình bày cho ngài biết là về vấn đề cái nhân duyên, ngài có khả năng để mà phá tan cái luận thuyết của vua Milan Đá để nâng đỡ giáo pháp. Thì lúc đó thì thiên tử Mahasena mới chấp nhận. Thì sau khi mà vị thiên tử chấp nhận giáng sanh xuống cõi nhân loại, thì ngài Asagutta đó là cái vị mà trưởng lão trong cái nhóm tỳ khưu đã tìm cái vị tỳ khưu Rohana. Tại vì cái vị này đó, vị Rohana này đó sẽ có nhân duyên để tế độ cho Nagasena sau này. Nhưng mà khi mà cái câu chuyện xảy ra đó, thì ngài Rohana này đang nhập thiền diệt, tức là cái vị này nhập thiền diệt trong vòng 7 ngày. Cho nên là khi mà cái sự kiện mà chư thánh tăng A La Hán đang hội họp đó, thì ngài đang nhập thiền diệt. Nhưng mà quý vị biết rằng một cái vị mà nhập thiền diệt đó thì có một cái câu phát nguyện, nếu mà bất cứ lúc nào khi chư tăng cần đến thì cái vị này sẽ xả thiền. Thì do cái lời nguyện như vậy đó, thì khi mà chư tăng đã cần đến thì cái vị Rohana đã xả thiền. Và ngài Asagutta đã bắt lỗi cái sự kiện có ảnh hưởng đến tăng đoàn, có ảnh hưởng đến giáo pháp, mà cái vị Rohana này không có quan tâm đến, cho nên bây giờ là giao cái trọng trách, mặc dù là bắt lỗi nhưng mà giao cái trọng trách cho vị tỳ kheo A La Hán Rohana đi đến cái nhà của ông Bà La Môn Sonuttara trong cái thời gian là 7 năm 10 tháng. Sở dĩ mà có cái thời gian như vậy á, là vì 10 tháng là vị thiên tử Mahasena là giáng phàm, nhập vào thai bào, rồi trong vòng 10 tháng thì sẽ sinh ra, rồi 7 năm là trong cái thời gian mà cái cậu bé Nagasena là trưởng thành. Thì trong suốt cái thời gian mà 7 năm 10 tháng này đó, ngày Rohana không nhận được bất cứ một cái lời nói gì mà được tốt đẹp, toàn là những cái câu xua đuổi, chửi mắng. Nhưng mà với cái sự kham nhẫn chịu đựng thì đến cái lúc mà ngày mà đủ tròn đủ 7 năm 10 tháng thì mới có một cái người đầy tớ của cái ông Bà La Môn Sonuttara nói một cái lời nói nhã nhặn chút là: "Nè ông, ông hãy đi, ông hãy đi đi, ở đây không có gì cho ông." Nhưng mà đó, chỉ giàu được một cái lời nói như vậy đó, thì ngài Rohana cũng cảm thấy hoan hỷ. Hoan hỷ, cho nên là khi mà ông Bà La Môn Sonuttara đó có công việc quay trở về nhà, thì gặp ngài Rohana đi ra.
ông ta hỏi vì thấy cái vẻ mặt rạng rỡ hoan hỷ của ngài Rohana, này ông đã nhận được gì? Rohana đã nói rằng đã nhận được thì ông này á là cái người mà cái tâm bỏng sẻn mà, cho nên là ông nghĩ là những cái người đầy tớ gia nhân đã dâng cúng vật thực hay là cái gì cho nhà Rohana, cho nên ông ta về ông tra hỏi những cái người gia nhân. Thì những cái người gia nhân nói là không có dân cúng gì hết không á. Đó, thì hôm sau ông ta tức lắm. Ông ta là cho rằng một cái vị xuất gia mà lại nói dối. Cho nên là bữa đó là ông ta chờ sẵn. Thì ngài Rohana mới vừa bước tới trước cửa nhà ông là ông ta liền mắng giết. Ông ta cho rằng ngài Rohana là đã nói dối, là đã có nhận được, nhưng mà là ở trong nhà không có dân cúng gì cho hết. Thì ngài mới nói là trong vòng 7 năm 10 tháng là không nhận được mà bất cứ một cái lời nói nào, bất cứ một cái vật thực gì. Nhưng mà ngày hôm qua đó là có người đã nói này ông hãy đi đi, ở đây không có cho, không có gì cho ông cả. Cho nên tôi nói nhận được chút ít đó, tức là nhận được cái lời nói nhã nhặn đó. Thì ông Bà La Môn Sô Nút Đá ông mới suy nghĩ chỉ là một cái lời nói thôi mà ông ta hoan hỷ như vậy, ông ta còn tán thán như vậy, nếu mà bây giờ đó, mà dân cúng vật thực thì ông ta còn hoan hỷ cỡ nào nữa. Cho nên là Bà La Môn Sô Nút Đá đó mới tỉnh ngà Rohana vô nhà, thì trên bàn đã bày cái bữa cơm của ông ta. Ông ta mới lấy dân cúng đến cho ngài Rohana một giá cơm và một ít vật thực, rồi thỉnh ngài dùng. Thì sau khi mà ngài Rohana dùng xong đó thì đã nói lên cái lời phúc chúc và nói một cái đoạn Phật ngôn. Thì nhờ nhiều ngày như vậy đó đã gieo trong cái hình ảnh của một vị sa môn và những cái câu Phật ngôn đến cho cậu bé Nagasena. Thì theo cái truyền thống của các cái gia tộc Bà La Môn đó, thì sau khi mà con cái bắt đầu mà hiểu biết rồi đó, thì họ sẽ cho các cái đứa bé học những cái môn học của cái truyền thống của Bà La Môn, tức là ba bộ kinh Vệ Đà và các cái học thuật đó. Thì nhờ khi mà cậu bé Nagasena này bắt đầu học rồi sẽ có những cái thắc mắc, từ đó là cái nhân để bắt đầu tiến hành đi vào cuộc đời xuất gia tu tập. Thì đó là qua những cái đến cái đoạn thứ 14. Thì ngày mai thì chúng ta sẽ học tiếp đến đoạn 15 cho đến đoạn 20. Thì quý vị thấy rằng đó tất cả những cái sự kiện gì ở trong thế gian này đó thì nó cả đều sắp xếp sắp đặt qua cái nhân duyên. Cái nhân duyên đó, từ quá khứ do những cái mối nhân duyên nó đã sắp xếp nhau từ quá khứ rồi. Cho nên đó, là khi mà chúng ta thuận pháp, chúng ta thuận pháp, chúng ta chấp nhận theo cái nhân duyên thì chúng ta sẽ được an ổn. Còn nếu mà chúng ta có cái tầm tham ái luyến chấp thủ thì sẽ gây ra những cái sự khổ đau. Cho nên đó là chúng ta hiểu biết như vậy.
tức là tất cả những cái gì đó nó có nhân duyên. Tại sao mà cái diễn trình này nó xảy ra, tại sao cái chúng sanh này phải gặp cái chúng sanh này, quý vị thấy rằng đó, do những cái chí nguyện không, thì ngài Xá Lợi Phất, ngài Mục Quyền Liên hay là ngài Kiều Trần Như là phải gặp Đức Phật để Đức Phật mới tế độ cho mấy vị này. Thì chúng ta cũng vậy á. Tại sao mà những cái vị thầy khác, những cái vị trưởng lão khác, mình không có cái chiều hướng là để thích, để gần gũi, để mình học hỏi, mà mình phải gặp cái vị trưởng lão A, vị trưởng lão B. Nhưng chính nhờ cái nhân duyên từ quá khứ, thì khi mà các cái vị trưởng lão này khơi gợi, nó làm cho cái tâm của chúng ta thức tỉnh, có sự hiểu biết. Cho nên là Đức Phật cũng nói rằng tế độ những người hữu duyên. Những người hữu duyên đây đó là những chúng sanh này á, trong quá khứ đã từng cộng trú nhau, rồi cũng đã từng có cái nhân duyên, nó đã tiềm ẩn rồi. Cho nên mà sau cái kiếp hiện tại này đó gặp lại thì cái nhân duyên này nó sẽ phát khởi, giống như cái hạt giống đó, nó ngủ ngầm, bây giờ gặp những cái điều kiện thuận tiện, độ ẩm rồi ánh sáng thời tiết nó phù hợp, thì cái hạt giống nó sẽ nảy mầm. Cho nên đó, thường thường ta nói sao, đi tìm minh sư, nhưng mà đó cái vị mà mình cho là minh sư đó thì cái vị này phải có duyên với mình, thì mình mới lắng nghe, mới học hỏi, đó, rồi từ đó thì những cái duyên nó mới trưởng dưỡng, nó phát sanh lên. Thành ra đó chúng ta phải tích trữ, tạo lập, dung bồi những cái duyên ấy, ngay từ trong cái kiếp sống hiện tại này. Thành ra tại sao mà chư tăng thường hay khuyên quý vị á, nếu mà quý vị thường hay niệm tưởng về những cái danh từ về Đức Phật như là Bút Thô, là A La Hán, thì chính vì ngay trong đời sống này và hàng ngày quý vị có suy tư niệm tưởng về những cái ân Đức Phật, ví dụ như niệm tưởng về Bút Thô, A La Hán, hoặc là suy niệm tưởng về ân Đức Pháp, ân Đức Tăng, thì chính nhờ cái niệm tưởng thường xuyên này, quân tập thường xuyên, thì nó tạo gì, tạo cái thường cận, tạo cái thường cận cái duyên, chính nhờ những cái thường cận cái duyên này đó, khi mà chúng ta có điều kiện, trong cái dòng sanh tử luân hồi, do những nhân duyên nó đưa đẩy chúng ta sẽ gặp được. Mà khi mà tự nhiên chúng ta nghe nói đến Phật Pháp Tăng hay là Bút Thô hay là A La Hán gì đó, tự nhiên cái trong cái tâm chúng ta đó nó bừng sáng, nó khơi gợi lại, làm cho chúng ta nhớ về những cái đó, chúng ta bắt đầu có cái khuynh hướng tìm hiểu, lắng nghe, học hỏi đó. Cho nên á, là chính vì cái điều đó, chứ còn bây giờ quý vị niệm bất cứ một cái đề mục nào á cũng được, nhưng mà thí dụ mình niệm đề mục về sanh, đề mục đất, đề mục gì đó, thì những cái đề mục này đó nó không, khi mà mình nghe đến Bút Thô,
là A-la-hăng á, mình không có ở trong tâm tư mình nó không có bừng sáng, nhưng mà khi mà mình niệm bú thô hay là hoặc á-la-hăng thường xuyên thì cái kiếp hiện tại á, tự nhiên mình nghe tới cái chữ bú thô là mình có cái trong tâm mình đó, nó tự nhiên nó khơi gợi lại, nó muốn tìm hiểu, nó muốn bừng sáng cái điều đó. Đó, cho nên á là ngay trong cái kiếp sống hiện tại này đó, mình phải tạo nhân tạo duyên bằng cách mình tìm hiểu rồi mình tu tập những cái điều đó thì không quý vị thấy rằng á, tại sao mà có những cái đứa bé mà nó mới vừa 3-4 tuổi mà nó có cái khả năng đọc ngoại ngữ hay là hiểu biết về một cái vấn đề nào đó, về hội họa, về âm nhạc đó. Tại vì cái chúng sanh này nè, trong quá khứ nó đã từng luyện tập, từng học hỏi, rèn luyện về những cái môn học đó nè. Chính cái đó là cái duyên để cái sống hiện tại nó tiến lên xa hơn. Ví dụ như bây giờ có những đứa, có trường hợp có những đứa bé nó mới có 3-4 tuổi mà biết đọc kinh Bali, nó hiểu biết được Phật pháp, thì sao? Do cái nhân duyên từ quá khứ, cái đứa bé này đó đã từng học Bali, từng tìm hiểu Phật pháp, từng học kinh, học pháp rồi, cho nên á là những cái kinh nghiệm này đó nó không có bị mất đi mà nó sẽ chuyển hóa từ cái kiếp sống quá khứ đến kiếp sống hiện tại cho nên á là cái nhân duyên không phải tự nhiên mà có mà cái nhân duyên này á là chúng ta phải gieo trồng, phải dung bồi ngay trong cái đời sống, kiếp sống hiện tại này thì kiếp sống tương lai đó, những cái chủng tử này nè, những cái hạt giống nó sẽ tiếp tục nó nảy nở thì nhờ đó, đó mà chúng ta sẽ tiếp tục. Cho nên á, bất cứ khi nào mà chúng ta làm những cái thiện sự, bố thí, trì giới, tu học, có những cái phước báo thì sao? Nó nguyện rằng á, do cái phước báo này nó sẽ là nhân là duyên để những cái kiếp tương lai mình cũng gặp được Phật pháp để tiếp tục nỗ lực tu hành để đạt đến nơi giải thoát đó. Thành ra cái khi mà chúng ta làm và chúng ta có những cái chí nguyện phát nguyện như vậy đó nó chính là cái nhân cái duyên để chúng ta có thể gặp được chánh pháp trong cái ngày vị lai Tại sao mà chúng ta khi mà tìm hiểu các cái tôn giáo chúng ta có nhiều cái tôn giáo, ngay bản thân sư hồi lúc mà còn nhỏ vậy bạn bè rủ đi rất là nhiều thậm chí đi nhà thờ cũng có, nhà thờ Tin Lành cũng có, rồi đi bên Bắc Tông thì đi từ nhỏ, đi qua các cái tịnh xá khất sĩ cũng có rất là nhiều, nhưng mà nó không có làm cho mình có cái suy tư, có cái hướng về đó tìm hiểu mà tự nhiên mình suy tư, mình tìm hiểu về cái bát quan trai giới, cái bát chánh đạo đó, nó làm cho mình cứ thắc mắc rồi đến một lúc mà khi mà nhận được cái quyển mà Nhật Hạnh cái mình đọc thì mình tìm hiểu té ra là cái này đây này, bát quan trai giới là phải gìn giữ 8 cái điều như vậy rồi cái bát chánh đạo là 8 cái này đó, thì tự nhiên như vậy cái bắt đầu mình thấy như vậy là bên cái kinh sách ở bên này
nó rõ ràng. À, còn bên kia mình thắc mắc, mình không có tìm hiểu, không có ai giải đáp được. À, thì từ đó làm cho cái tâm mình có cái sự hoan hỷ, à, phấn khởi, ham thích trong cái vấn đề mà tìm hiểu Phật pháp và từng bước để đi đến cái đời sống xuất gia. Đó, thì cái này gì? Nó là những cái chủng tử từ nhân duyên, từ quá khứ. À, cho nên à, đến lúc mà gặp được cái môi trường, gặp được Ngài Hòa Thượng Pháp Lạc, à, gặp được Chư Tăng, à, gặp được cái kinh sách của Phật giáo Nam truyền, thì lúc đó là giống như mình gặp lại những người thân quen của mình, à, mình hoan hỷ, mình thích trong cái giáo pháp, và mình có cái khuynh hướng là để nỗ lực để mà tìm hiểu, để tu tập. Đó, thành ra đó, à, thành ra à, Đức Phật mới nói là tế độ những người hữu duyên nên tế độ. Còn Ngài Hòa Thượng Pháp Lạc thì Ngài nói sao? À, Phật pháp để dành kẻ hữu duyên. À, thì khi mà mình có cái mình đã tạo trữ cái nhân duyên rồi thì mình sẽ gặp được. Mà ngay trong đời sống hiện tại này đó, mình phải tạo, thì những cái chủng tử, những cái hạt giống này nó sẽ thành sinh khởi tiếp tục ở trong ngày vị lai. À, thì qua năm cái đoạn này đó, thì xin à, giải thích chia sẻ với quý vị đôi điều. Và ngày mai thì chúng ta sẽ tiếp tục học những cái phần tới nữa. Và với phước báo này, kính cầu mong chư tôn đức Phật thể cho nghe, và kính chúc tất cả quý tu nữ và quý Phật tử nhiều sức khỏe, an vui và nỗ lực trong đời sống hiện tại. À, cầu mong quý vị tạo thật nhiều những cái chủng tử tốt đẹp, cũng như là những cái nhân duyên để làm hành trang trong kiếp sống vị lai. À, cầu mong tất cả chúng sanh an vui hạnh phúc. Nam mô Bụt Tha Giá. Và bây giờ thì xin cung thỉnh chư tôn đức cũng như mà tất cả quý vị cùng nhau thảo luận chia sẻ về cái đề tài bài học ngày hôm nay. Sa thú sa thú sa thú. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Ca Giá. Và nguyên như con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư Pháp Thanh đã giảng dạy cho chúng con bài học của hôm nay. Và bạch sư, nguyên như có một cái thắc mắc trong tâm, con xin kính sư giải cho dùm cho con. Là khi mà mình học đạo đó bạch sư, có những cái khúc và những cái câu mà mình không có hiểu, mình cứ suy luận hoài và không có hiểu. Tự nhiên cái một cái lần đó mình đọc á, thì mình sáng ra. À, thì như vậy á, có phải là khi mà những cái lần trước, những cái lúc trước mình học á, thì những cái chủng tử, những cái pháp đó nó có sẵn trong tâm rồi, nhưng mà tự vì cái si của những cái tâm si của mình, những cái tâm phóng dật mình nhiều quá, nó giống như là nó cứ trào lên trào xuống, nó không có làm cho cái tâm mình rõ. Rồi cái lúc mà mình rõ ra như vậy á, là những cái phút đó là mình bớt phóng dật rồi cái tâm mình nó sáng lên, hay là sao bạch sư? Mà có lúc đó thì mình học, có những khi mà mình học 5-6 tháng mình không hiểu gì hết, rồi một lúc tự nhiên mình bừng sáng, mình hiểu nhiều thứ. Con cũng nghe vài người cũng có tâm sự như vậy, có nghĩa là sao bạch sư có thể giải thích cho chúng con cái chỗ đó được không ạ? À? Dạ con xin dâng mic lại cho sư ạ. À. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Ca Giá. Thì hồi đó đó, ở bên trường thiền đó, thì Ngài Sư Minh, Ngài thường hay khuyên một câu, à, các vị hành giả đó, à, có những cái suy tư, những cái thắc mắc gì đó, à, bây giờ mình cứ cứ từ từ, rồi mình suy tư mình nãy, thì một ngày nào đó đó nó ở chính trong cái trí tuệ, à, chính cái trí tuệ ở trong tâm mình đó, nó sẽ cho mình cái câu giải đáp, à, mà rất là chính xác. À, thành ra đó hồi đó có những cái vị mà chư tăng mà hành ở trong cái rừng Đầu Đà đó, có đôi lúc bị những cái
cái pháp á, những cái vị này không có hiểu thì quý vị biết rằng ở những cái vị mà ở trong rừng đà đó 4 5 ngày có khi một tuần đó, mới gặp được thiền sư mới trình bày cái thắc mắc của mình. Nhưng mà đó khi mà mình nỗ lực mình hành thì tự nhiên cái trí tuệ mình nó sẽ giải đáp cho mình cái thắc mắc đó mà rất là rõ ràng và chính xác. Thành ra đó ngài Hòa thượng Sư Minh ngài mới nói gì vậy? Tất cả mọi vấn đề đó nó sẽ được giải quyết một cách tốt đẹp nếu mà chúng ta đó cứ bình tĩnh và sáng suốt thì trí tuệ nó sẽ cho chúng ta một cái câu giải đáp rất là chính xác rõ ràng. Thành ra đó sự thật cái này đó là có nhiều lúc là ngay từ trong quá khứ mình có đôi lúc mình cũng bị vướng ngay chỗ này đó, mình vướng ngay chỗ này đó nó gây cái sự cản trở trong tâm mình thắc mắc mình muốn tìm hiểu đó rồi sao mình đã vượt qua rồi nhưng mà bây giờ sao bây giờ là nó cũng gặp nữa gặp nữa mà nếu mà bây giờ á mình không cố gắng kiên trì á thì mình cứ tới ngay chỗ đó là mình bị cái chướng duyên cho nên á là hồi đó ngài mới nói sao ở trường thiền á là chỉ hướng dẫn cho quý vị về cái pháp hành thôi nhưng mà khi mà quý vị trở về chùa quý vị trở về gia đình quý vị trở về cái chỗ mà mình làm việc đó thì ở những nơi đó đó sẽ có giám khảo ra cái đề thi cho quý vị đó. Thành ra mình mới thấy rằng khi mà mình học rồi mình bắt đầu mình mới bị thử thách mình bị thử thách để xem cái kinh nghiệm cái trí tuệ của mình á nó đến mức độ nào chừng nào nếu mà bây giờ á mà mình không có giải đáp được cái đề thi thì sao mình phải trở lại tức là mình thi rớt rồi là mình phải trở lại mình học nữa để đến chừng nào mà mình giải đáp được cái đề thi của giám khảo ra thì lúc đó mình mới được chứng nhận là đã hoàn thành cái môn học đó thì cũng vậy á trong cái pháp học trong cái pháp hành của mình vậy chúng ta cũng phải từ từ chúng ta đi từ những cái pháp căn bản đi dần 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 lên và chúng ta thực hành cũng vậy đi những cái pháp nền tảng căn bản rồi chúng ta phát triển lên dần dần với những cái kinh nghiệm những cái kinh nghiệm trong thực tập những cái kinh nghiệm trong pháp hành lần hồi nó sẽ dung bồi đến một lúc nào đó đó cái kinh nghiệm cái trí tuệ mình đủ thì nó sẽ bừng sáng để mình vượt qua những cái chướng ngại những cái phiền não lúc đó mình mới giải đáp được cái đề thi của các cái vị giám khảo ra thì chính như quý vị thấy không chính Bồ Tát cũng vậy ngài cũng bị trầy di tróc giải cũng hành đủ pháp môn hết từ từ các môn học của bên Bà La Môn rồi đến các pháp môn khổ hạnh cuối cùng á chỉ có cái con đường trung đạo ngài tìm ra đó khi mà ngài suy tư ngài thấy cái những cái pháp môn khổ hạnh này cũng không đưa tới cái sự giải thoát rồi lúc mà ngài chứng đạt cái tầng thiền phi tưởng phi tưởng xứ đó ngài cũng thấy rằng cái này của nó cũng không phải là cái con đường giải thoát mà bây giờ
nó gặp cái chướng ngại, nhưng mà bây giờ đâu có hỏi ai được đâu, à không hỏi ai được hết, tự ngài phải mày mò ngài tìm ra. À thì sau khi mà ngài dùng chút ít Phật vật thực trở lại cái thân hình, cái thể, cái thân thể, cái sắc pháp nó tươi nhuận trở lại đó, thì với cái tâm trí sáng suốt, ngài mới tự tìm ra, ngài tự tìm ra cái con đường trung đạo, à tự tìm ra cái bát chánh đạo, và ngài thực hành để mà đạt đến cái giải thoát, à đạt đến ngôi vị chánh đẳng chánh giác, thấy không? Thành ra đó, bây giờ á, có nhiều khi mình ỷ lại, à thôi bây giờ á, tôi thắc mắc cái vấn đề này, à tôi gặp thiền sư, tôi trình bày, tôi tìm hiểu, thế còn như Bồ Tát á, lúc đó ngài đâu có hỏi ai được đâu, không? Nhưng mà ngài cứ cố gắng nỗ lực tu tập rồi dùng trí tuệ, à xem xét, à lần hồi á, chính cái trí tuệ sáng suốt nó sẽ đưa ra cho Bồ Tát một cái giải pháp, à rất là chính xác, đúng đắn, và ngài đã đạt đến cái giải thoát cao và cái ngôi vị cao tột nhất ở trong thế gian này. À đó, thành ra đó, à chúng ta đừng có ngại, à khi mà mình thắc mắc, mình lăn xăn, mình đi tìm hiểu, mình chạy, mình hỏi người này người kia, à sao mình cứ từ từ, à bây giờ á mình bị vướng ngay chỗ này, bị khó khăn ngay chỗ này, mình thắc mắc cái điều này nha, thì cứ từ từ mình sẽ cố gắng mình tu tập, à rồi mỗi lần sau khi mà mình xả thiền á, mình phản tỉnh, mình xem xét, à do đâu mà cái quả này nó phát sanh, cái nhân từ đâu, hay là quả ở đây là cái nhân nó từ đâu, à ngược dòng để tìm nhân mà xuôi dòng tìm quả, nhân quả nhân quả nhân quả, tất cả đều nó sẽ diễn tiến nếu mà chúng ta có sự nỗ lực với trí tuệ, và chúng ta luôn luôn á, à dùng trí tuệ để mà xem xét, à phản tỉnh, thì tất cả mọi vấn đề, à như ngài Hòa Thượng Siêu Minh ngài nói, à nếu mà chúng ta bình tâm với tâm quân bình, à chánh niệm tỉnh giác, à rồi chúng ta xem xét ấy, thì cái trí tuệ nó sẽ cho chúng ta lời giải đáp, à trí tuệ nó sẽ dẫn dắt chúng ta, à đạt được những cái điều tốt đẹp nhất, à trong cái sự thực tập, trong cái pháp hành, à thì cũng xin giải đáp cái thắc mắc của cô Nguyên Như, và chúc cô nhiều sức khỏe an vui. Nam mô Bụt Tha Giá. Sa thú, sa thú, sa thú, và con xin kính tri ân sư đã giải tỏa thắc mắc của Nguyên Như. Và Nguyên Như, con xin mời đạo tràng, có vị nào có những cái thắc mắc về bài học này, à Nguyên Như xin mời anh Lý, xin mời anh Chính Pháp, xin mời chị Nhung, xin mời Nguyên Trang, xin mời đạo tràng, và ai có câu hỏi thì có thể là chat lên màn ảnh. Xin mời chị Tịnh Tâm nữa nè, chị Tịnh Tâm cũng có nhiều câu hỏi rất là hay. Xin mời anh Ca Vinh nữa nè, xin mời đạo tràng nha. Dạ, xin mời anh ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Mạng Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ Phật Bảo, con kính đảnh lễ Pháp Bảo, con kính đảnh lễ Tăng Bảo. Dạ, con kính đảnh lễ Sư Thanh Tâm, con kính đảnh lễ Sư Pháp Tăng, con kính chào đạo tràng. Dạ, kính thưa sư, con có câu thắc mắc là về lời nguyện đó sư. Khi một hành giả làm một việc thiện chi đó, hoặc là nhiều việc thiện chi đó, và có một lời nguyện, và cũng một hành giả khác cũng làm việc thiện và cũng có lời nguyện, mà một vị hành giả đó ê đó, thì lời nguyện được đạt được cái lời nguyện đó, mà còn một hành giả bi á thì không đạt được cái lời nguyện kia. Vậy làm sao mà mình biết được cái lời nguyện của mình cần được bao nhiêu việc thiện để làm, hoặc là cái cần được cái ba la mật bao nhiêu để mà cho cái lời nguyện của mình nó được thành tựu với sư?
Thì cái thắc mắc của con là như vậy. Dạ con kính chân sư giảng dạy ạ. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Thầm Mà Giá, Nam mô Sằng Khà Giá. Thì một khi mà chúng ta có cái lời nguyện, nhưng mà cái lời nguyện của mình nó được thành tựu thì người ta ở ngoài đời ta nói phải một cái việc gì mà nó an ổn tốt đẹp á, thì thấy sao nó có ba điều kiện là thiên thời, địa lợi, nhân quả. Còn mà trong cái Phật pháp á, thì sao thứ nhất là mình phải có cái hoài bão, cái hoài bão, cái chí hướng nó đúng. Rồi thứ hai á là sao, mình phải phải có những cái nhân duyên, cái nhân duyên, cái điều kiện nó đầy đủ. Và thứ ba là gì, là mình phải có cái sự nỗ lực, nỗ lực để thực hành mà tốt đẹp những cái hoài bão, những cái mong muốn của mình đó. Thì như vậy á, nếu mà đầy đủ ba điều kiện đó thì cái mong muốn mình nó hiện thực. Bây giờ giả dụ như bây giờ mình thích học một cái môn học nào đó, thì cái đó là gì, mới chỉ là cái chí hướng, cái hoài bão thôi. Rồi sao, bây giờ mình phải phải tìm, bây giờ mình có cái chí hướng nhưng mà bây giờ mình không đi tìm môn thầy, mình đi tìm cái trường nào nó dạy về cái môn học đó, thì làm sao mình thực hành cái hoài bão được, phải không? Do đó mình phải phải đi tìm, đi tìm những cái vị mà có kinh nghiệm, tìm những cái trường mà nó dạy về những cái môn học đó, rồi sao rồi mình phải ráng mình nỗ lực mình học, rồi học chứ đâu phải không có môn học nào là dễ, mà trong cái thực hành mà giáo pháp, học giáo pháp rồi thực tập giáo pháp và thực hành giáo pháp nó cũng rất là gian nan, nó đòi hỏi chúng ta đó phải phải có sự nỗ lực kiên trì rất là lớn. Mình học nghề học nghiệp đó, cái sự nỗ lực kiên trì mình đó nó ba bốn rồi, mà nếu mà trong cái phương pháp mà tu tập rồi thực hành giáo pháp đó, nó kiên trì tới phải 8-9 đó. Đó, mà nếu mà chúng ta ráng cố gắng, chúng ta đặt ra cái hoài bão, cái ước mơ, nhưng mà mình phải thực hành, mình thực hành thực hiện cái ước mơ đó bằng cách là mình đi tìm những cái chỗ nào đó dạy những cái môn học đó để mình học, xong mình phải cố gắng nỗ lực đó. Thì khi mà chúng ta làm đủ những cái điều đó thì cái ước mơ mình mới thành công. Chứ còn bây giờ mình ngồi mình cứ cứ suy tư mong cầu không, mà mình không không đi tìm kiếm, rồi mình không có sự tinh tấn nỗ lực, thì làm sao mà cái ước mơ nó thành hiện thực được, thấy không? Đơn giản thôi. Bây giờ á, mình muốn có một chén cơm ăn, mà mình ngồi đó mình cầu khấn gian sinh thì đâu có ai cho mình đâu. Bây giờ hoặc là mình phải đi làm, mình đi làm bằng chính công sức mọi của mình để mà có được điều kiện để đi mua chén cơm. Còn không á thì sao, bây giờ á mình phải đi kiếm gạo, kiếm cái nồi, kiếm nước, kiếm củi, có đầy đủ rồi đó, mình phải không? Mình phải đốt lửa nấu lên, thì sao cái ước mơ có chén cơm mà nó mới hiện bài. Chứ còn mà bây giờ mình ngồi đó mà mình cứ cứ mơ không
thì cung không có rụng đâu, thấy không? Đó, mình phải đi kiếm cái cây, à rồi mình phải chọc kiếm những cái trái sung nào mà nó chín rồi đó, à mình chọc đúng những cái trái sung mà nó chín thì nó sẽ rụng xuống. Còn mình nằm dưới gốc sung mà mình cứ mơ tưởng không, thành ra không, khó mà có hiện thực được. À, thành ra đó cái vấn đề mà cái ước mơ hoài bão à, thì mình phải có, nhưng mà mình phải thực hành cái ước mơ, cái hoài bão đó à, với cái sự nỗ lực kiên trì à, đi đúng hướng thì cái ước mơ, cái hoài bão nó mới thành hiện thực. Dạ, chúc chú Cần Sự Nam nhiều sức khỏe, an vui. Nam Mô Bụt Thầy. Dạ. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy. Dạ, Nam Mô Tham Mai. Dạ, Nam Mô Sang Kha. Dạ. Dạ, con đảnh lễ Sư Thanh Tâm, Sư Pháp Thanh, Chư Tôn Đức Tăng, đảnh lễ quý bà cô tu nữ, kính chào đạo tràng. Dạ thưa sư, ở trong cái đoạn phân đoạn 12 tối hôm nay Nguyên Như có đọc, thưa sư, con đọc lại cái đoạn 12 là Đại Đức Rohana cũng đã chấp thuận rằng lành thay, còn về Thiên Tử Mahasena khi sau khi từ thiên giới chết đi đã chấp nhận sự tiếp nối tái sanh trong bụng người vợ của Bà La Môn Sonuttara. Dạ thưa sư, cái chỗ này con thắc mắc ở chỗ này là thông thường thì con học theo cái hiểu biết nông cạn của con bây giờ, thưa sư, là cái tâm tục sau khi tâm tử mà xuất hiện là bắt đầu tâm tục sinh, thưa sư, hoàn toàn chúng sinh hoàn toàn bất lực trước cái tâm tục sinh, thưa sư, tức là hoàn toàn nghiệp lực đẩy ra thì chúng sinh không thể nào kiểm soát hay là tự mình có thể mà hướng dẫn cái tâm tục sinh mình đi vào một cái thai bào người mẹ khác. Thì con không biết ở trong này là bị thiên tử này do cái bổn nguyện, cái năng lực hay là do sự dạ Nam Mô Bụt Thầy. Dạ Nam Mô Tham Ma. Dạ Nam Mô Sang Kha. Dạ dạ các cho xin một tín hiệu ạ. Dạ dạ thưa sư, để tiết kiệm thời gian đó thưa sư, thì ở trong này có một đoạn số 12 mà Nguyên Như vừa đọc vừa rồi đó thưa sư, là Đại Đức Rohana cũng đã chấp nhận rằng lành thay, còn về Thiên Tử Mahasena sau khi từ thiên giới chết đi đã nhập vào chấp nhận sự tiếp nối tái sanh trong bụng người vợ của Bà La Môn, thưa sư. Thì con không hiểu là bằng cái năng lực phi thường như thế nào mà một vị thiên tử có thể hướng dẫn cái tâm trục sinh mà của mình đi thẳng vào bụng người mẹ để sau này trở thành một vị tiểu sa di sau này. Thì thông thường tụi con hiểu rằng học theo vi diệu pháp, thưa sư, là cái tâm tử khi mà xuất hiện rồi thì cái tâm trục sinh nó hoàn toàn, chúng sinh hoàn toàn bất lực, thưa sư. Thì không hiểu ở trong trường hợp của ngài, cái ngài thiên tử này, ngài có được cái năng lực phi thường hay do một cái chú nguyện, bổn nguyện nào đó mà ngài có thể là kiểm soát được cái tâm tục sinh mình, ngài có thể hướng dẫn được cái tâm tục sinh để đi vào bụng một người mẹ để trở thành một vị xuất sắc trong về Phật pháp sau này. Sư có thể dẫn cái này cho chúng con và một Phật nhé. Nam mô Bụt Thầy. Dạ. Nam mô Thầm Mà. Dạ. Nam mô Sằng Khà. Dạ. À, có những cái mà tục sanh á, tùy theo cái duyên nghiệp của mỗi chúng sanh. Ví dụ như những cái chúng sanh mà phàm nhân á, thì có đôi lúc là
không có hiểu biết, hoặc là chỉ hiểu biết cái lúc mà mình mà đi tục sanh thôi. Còn các cái vị mà đã tu tập tạo trữ được đầy đủ các cái pháp độ đó, hoặc là những cái vị A-la-hán sẽ chứng đắc quả vị A-la-hán cái kiếp cuối cùng đó, thì các ngài là biết rõ như Bồ Tát đó. Như Bồ Tát khi mà ngài chấp nhận lời thỉnh cầu của Đại Phạm Thiên Sa Hàm Bá Tý đó, thì vì sao ngài đã quán sát, ngài thấy tất cả những cái điều kiện nó đầy đủ rồi, cho nên ngài mới chấp nhận cái lời thỉnh cầu của Đại Phạm Thiên Sa Hàm Bá Tý để mà giáng trần cái kiếp cuối cùng. Rồi sau ngày nhập vào cái thai bào của bà Hoàng hậu Ma Gia. Thì sau Bồ Tát biết rõ mình ngưng cái tuổi thọ ở cõi trời giáng phàm, tức là biết rõ cái lúc mà giáng, cái lúc mà nhập thai bào, rồi cái lúc mà ở trong bụng mẹ đó, Bồ Tát cũng biết, cho đến khi mà sanh ra Bồ Tát cũng biết, tức là biết tròn đủ ba thời kỳ luôn. Vì cái hoài lực của bậc chánh đẳng chánh giác nó khác hơn những cái phàm nhân. Còn cái vị mà đắc quả A La Hán cái kiếp cuối cùng cũng vậy, tức là nhờ các pháp độ nó hỗ trợ cái vị này là biết rõ. Do sao? Do cái trí tuệ nó đầy đủ, phước báo rồi trí tuệ nó đầy đủ, tức là cái hạt giống nó chắc rồi. Còn mình á, thì khi thì nhị nhân, rồi mình còn thiếu cái này thiếu cái khác, cái pháp độ của mình nó cũng thiếu, cho nên á là có những lúc mà mình không có biết rõ. Còn đối với các cái vị mà nhất là cái bậc chánh đẳng chánh giác, hay là hoặc những cái vị mà đã tạo trữ phước báo pháp độ nó đầy đủ, thì các vị này có thành ra đó, trong cái nghiệp quả chúng sanh bất khả tư nghì, tức là cái định luật chung á, chúng ta học á, là cái định luật chung chỉ kể những cái phàm nhân thôi, còn những cái bậc thánh nhân như là bậc A La Hán hay là bậc chánh đẳng chánh giác nó thuộc về gì? Nó ngoại lệ. Thành ra đó có những điều mà không thể nghĩ bàn được. Bây giờ nếu mà chúng ta nói với những cái người mà họ làm cái công việc về mà y học ấy, nói là bây giờ á mà cái sự mà chào đời của Bồ Tát ấy, từ trong bụng mẹ bước ra, cái điều đó người ta không thể chấp nhận được. Nó ngoài cái y học, ngoài khoa học rồi, thấy không? Nhưng mà cái gì nó cũng có cái sự ngoại lệ đó. Thành ra đó, khi mà chúng ta tìm hiểu thì chúng ta mới thấy rằng trong cái gì nó cũng có cái định luật tổng quát nó là chung. Nhưng mà đó, đâu phải tất cả mọi chúng sanh đều nằm trong cái định luật đó, đều nằm trong cái công thức đó. Nó có những cái trường hợp ngoại lệ không thể nghĩ bàn được. Cho nên đó, là nếu mà chúng ta hiểu biết, chúng thấy có những cái trường hợp nó ngoài cái định luật. Ví dụ như cái trường hợp mà cái vị Sa Di, cái vị này đó,
có một cái vết sẹo ở trên ngay cái mi mắt. Thì cái vị sa di này do những cái nghiệp bất thiện trong quá khứ, khi mà sanh ra ở trong một cái dòng tộc, một cái gia đình thấp kém nghèo khổ, khi mà bà mẹ của cái vị này đó mang bầu, mà đến lúc mà sắp sinh thì bà mẹ lại chết. Rồi người ta đâu biết đâu, người ta đem mẹ đi thiêu, đi thiêu. Thì cái người mà thiêu xác bà mẹ đó là ông cậu. Mà quý vị biết không, thiêu cái xác mà cái bào thai nó lại là không cháy. Tới chừng mà cái xác mà cháy hết á, thì ông mới lùng dùng cái cây mà để mà trở cái xác. Ông đâm, ông thấy cái bụng xong mà nó ấy mà nó cựa quậy. Ông lấy cái cây ông đâm vô cái bụng. Ông nghĩ là nước ở trong đó chứa cho nên nó không có, nó ông dùng cái cây nhọn ông chọt vô đó để cho nước nó ra hết, để cái xác cho nó cháy vô hết. Thì cái bào thai từ trong bụng mẹ mà ông ngo ngoe, ông thấy vậy ông mới hốt, ông đem về nuôi. Do khi mà ông lấy cái cây mà ông xuyên qua cái bụng của bà mẹ nó, cái cây nó mới xuyên qua cái mí cái phía sau cái đuôi mắt, cho nên là cái vị này đã có cái thẹo từ từ trong bụng mẹ rồi đó. Cái nguyên nhân là vì những cái nghiệp bất thiện từ quá khứ, nhưng mà cái duyên nghiệp của cái vị này là cái kiếp cuối cùng để đắc quả giải thoát. Cho nên là cái do cái nghiệp quả đó, là một cái vị mà có khả năng đắc quả trong cái kiếp cuối cùng đó, là nếu mà chưa đắc quả thì không có làm sao mà chết đó. Còn mà mình nghe cái câu chuyện mà nằm ở trong bụng mẹ mà cái xác cháy hết mà cái bào thai mà nó vẫn còn sống, thì cái chuyện đó là ngoài sức tưởng tượng không? Nhưng mà trong cái nghiệp quả chúng sanh á, thì nó có những cái nó vượt ngoài cái định lực chung. Thành ra chúng ta phải hiểu vậy, tức là đối với các vị Bồ Tát mà bậc A La Hán, cái kiếp cuối cùng nó có những cái điều vượt ngoài cái quy luật, và vượt ngoài những cái định lực căn bản. Thành ra cái vấn đề mà những vị Bồ Tát này đó nguyện ngưng tuổi thọ ở cõi trời để nhập thai, và cái khi mà nhập thai đó, và những cái người mà làm mẹ đó là nó cũng đã có nhân duyên. Những người này cũng đã từng phát nguyện, nó có nhân duyên từ quá khứ hết rồi. Cho nên nó tuần tự, nó theo cái định luật nhân duyên, nhân quả mà nó sẽ sanh khởi. Thì xin giải đáp cái thắc mắc của bình thính pháp, và chúc nhiều sức khỏe an vui. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Dạ, sa thú sư. Dạ, con hiểu cái ý của sư rồi, thưa sư. Như vậy thì một phần lớn có lẽ là ngoài cái định lực thông thường. Như vậy thì do các ba la mật và cái bổn nguyện của các ngài, chẳng hạn cái Bồ Tát cái đẳng chánh giác, hoặc là các vị thiên tử này, thì nhờ sứ giảng bài này mà chúng tôi có hiểu được là cái giáo pháp có những cái điều bất khả tư nghị bên trong, thưa sư. Dạ, thì chúng con ít ra cũng hiểu được những cái khía cạnh mà nó vượt qua cái suy nghĩ thường tình, thưa sư. Dạ, cảm ơn Tri An Sư rất nhiều. Dạ, bây giờ con xin nhường mic lại cho vị kế tiếp ạ. Dạ, alo, alo ạ. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Bảo, con kính đảnh lễ Sư Thanh Tâm, con kính đảnh lễ Sư Pháp Thanh, dạ, con kính đảnh lễ quý sư, quý cô tu nữ trong đạo tràng, kính chào các anh chị trong đạo tràng. Dạ, con thưa sư, cho con
có một cái thắc con cũng nghe điều vị sư dạy là khi mình làm được một cái phước thiện nào đó thì mình cũng làm, mình cũng nguyện nguyện để là mình nhân làm duyên để cho cái đời sống sau. Khi mình làm thiện thì mình làm nhân, mình nguyện để có nhân thiện cho đời sống sau. Thế rồi nhưng con cũng nghe cũng có những vị sư nói là khi mình làm nguyện mình làm việc thiện thì mình cũng không nên nguyện, dù là cõi trời hay là niết bàn hay là để diệt phiền não, mình không, nói chung là không nên nguyện gì hết. Tại vì khi mà còn nguyện tức là mình còn ước mong, mình còn mong muốn một gì đó sau khi làm việc thiện thì đó là cái tâm tham. Dù là tham gì đi thì nó cũng vẫn là tham. Mà ngay lúc đó mà mình tử thì cái tâm tham là cái tâm thì mình sẽ đi xuống liền. Thì con cũng chưa hiểu cái chỗ này á, thưa sư. Dạ con kính thỉnh sư giải thích giúp con. Dạ con kính tri ân sư. Dạ kính cảm ơn đạo tràng. Con xin xuống mic ạ. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Thầm Ma Giá, Nam mô Sang Thầy Giá. Thì quý vị biết rằng á, nói về tham, có khi á người ta nói là đại dục, đại dục. Thì dục á nó có ba, là ái dục, rồi pháp dục, rồi tác dục. Mình phải phân biệt vậy á, phải không? Thì khi mà cái chúng ta làm thiện mà chúng ta còn mong cầu tái sanh vô cảnh giới chư thiên, để thọ hưởng thiên súc thiên lạc, tái sanh lại làm người thì được giàu sang sung sướng thế này thế khác, thì cái đó là để mà chúng ta thọ hưởng những cái dục lạc của nhân thiên. Còn cái trường hợp á, mình muốn tu tập, muốn tu tập để đến nơi giải thoát, mình nỗ lực, mình tinh tấn, mình tu tập để đi đến nơi giải thoát, thì cái đó là gọi là cái pháp dục. Bây giờ á, mình nói đi, ví dụ như bây giờ á, cái chiếc máy bay á, chiếc máy bay mà muốn bay lên á, thì sao? Nó phải có một cái sức đẩy để nó bay lên, nó cất cánh, nó rời khỏi cái mặt đất. Không? Bây giờ á, có những cái loại máy bay mà nó làm những cái điều bất thiện, ở trên đó là nó chứa vũ khí, súng ống rồi kia nọ, để mà đi gây những cái tội ác, thấy không? Còn có những cái chiếc máy bay mà nó nhờ cái năng lực này đưa cất cánh lên để làm những cái điều tốt đẹp, để đi đến những cái nơi tốt đẹp, thấy không? Đó, thành ra mình phải hiểu như vậy á, chứ không phải nói là bây giờ cái sức đẩy đó là nó nguy hiểm. Nguy hiểm là với những cái nó mang mầm móng bất thiện kìa, thấy không? Thì nó bay lên để mà đi tàn sát, đi đốt phá, đi giết chóc. Còn cái máy bay mà cứu thương, cái máy bay mà nó đem để giúp đỡ những cái người khác này, thì cái điều đó nó tốt quá chứ đâu có cần phải, đâu phải là sai. Thành ra đó, cái dục ở đây đó, mình phải hiểu nó ở cái góc độ nào nó là đem đến cái điều tai hại, mà cái ở cái phương diện nào nó đưa đến cái lợi ích. Chính nhờ cái phải có cái hoài bão. Cái hoài bão mà bây giờ tôi học tốt nghiệp ra trường, tôi đi làm
y tá làm bác sĩ để mà giúp đỡ, để cứu đời, thấy không? Còn bây giờ tôi học để tôi tốt nghiệp rồi á, tôi chế tạo ra vật chất này vật chất kia để mà tiêu diệt côn trùng, tiêu diệt cái này thì khác, thì cái đó mới là nguy hiểm, thấy không? Đó, thành ra mình phải hiểu như vậy đó. Thành ra cái phát nguyện mà do những cái nhân duyên này đó, do những cái nhân tôi tạo trữ ngay đời sống hiện tại này, nó sẽ là duyên để tiếp tục gặp được chánh pháp, tu tập để đến nơi giải thoát. Quý vị coi lại đấy, trong những cái chuyện tiền thân Bồ Tát, cái thời mà ngài thực hành pháp, các pháp độ đó, các pháp ba la mật, ngài cũng có một cái chí nguyện là đạt đến nơi giải thoát, trở thành bậc chánh đẳng chánh giác. Thì sao, cái nguyện vọng nó mới dẫn dắt người đi. Ăn thua là mình đặt cái nguyện vọng của mình đúng hay là sai. Mình đặt cái nguyện vọng mình để mà tái sanh về cõi trời, tái sanh lại được làm người có giàu sang, tài sản, địa vị, quyền thế, để như vậy là nó những cái nguyện vọng, cái chí nguyện này đó là nó còn trói buộc trong vòng quay của tam giới. Còn mình nguyện để mà cố gắng nỗ lực tu tập để gì? Để vượt thoát ra, chấm dứt sanh tử luân hồi, thì cái đó là mình nên nguyện chứ, không? Đó, thành ra đó, cái ái dục thì mình phải trừ tuyệt, phải cố gắng diệt trừ. Còn cái pháp dục á, phải dung bồi. Nhưng mà quý vị thấy rằng khi mà Đức Phật hay là các vị thánh A-la-hán, khi mà đạt đến cái quả vị chánh đẳng chánh giác, đạt đến cái tầng thánh lậu tận, thì các ngài đâu còn nguyện gì nữa. Lúc đó là không nguyện, thấy không? Thành ra bây giờ mình còn phàm nhân thì mình còn phải nguyện. Chừng nào mình đạt đến tứ đạo tứ quả đó, trở thành bậc thánh vô lậu đó, thì mình mới hết nguyện. Còn mà các bậc thánh mà hữu học vẫn phải nguyện như thường. Chừng nào mà mình lấy xong cái bằng tiến sĩ, mình hết 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 nguyện rồi. Bây giờ xong rồi. Những việc cần làm đã làm xong. Còn mà mình còn mới có đạt cái bằng cử nhân, cái bằng thạc sĩ, mình cũng phải hướng đến cái mục đích cuối cùng là cái bằng tiến sĩ. Mình phải ráng nguyện để mình học, để mình đạt được cái tiến sĩ, thấy không? Đó, thành ra đó chúng ta phải hiểu cái chí nguyện của mình nên đặt cho nó đúng hướng, chứ không nên là đặt sai lệch, mà đặt sạch nguyện để mà thừa hưởng cái hạnh phúc nhân thiên là cột trói, mà nguyện để đạt đến thánh đạo thánh quả để giải thoát, chấm dứt tử luân hồi là đi đúng hướng. Thành ra chúng ta phải hiểu như vậy để mà mình đặt cái tác ý của mình, cái chí nguyện của mình cho nó đúng hướng. Thì xin giải đáp cái thắc mắc của cô Kim Nhung và chúc cô nhiều sức khỏe, an vui. Và thời gian đến đây chắc cũng vừa phải. Kính chúc chư tôn đức pháp thể có nghe, chính kính chúc tất cả quý Phật tử nhiều sức khỏe, an vui. Cầu chúc đạo tràng sinh hoạt an vui, nhiều lợi lạc. Cầu mong tất cả chúng sanh an vui hạnh phúc. Nam mô Bổn Tài Giá. Nam mô Bổn Tài Giá. Nam mô Tham Ma Giá. Nam mô Sang Thầy. Dạ con xin kính thỉnh sư Thanh Tâm. Con không biết là sư có mặt ở trước mức hay không. Chúc phúc cho đạo tràng của chúng con buổi tối hôm nay, bạch sư.
Dạ con không có thấy sư giơ tay. Dạ con xin kính thỉnh sư Pháp Thanh có thể phúc chúc cho đạo tràng của chúng con buổi tối hôm nay. Dạ sau đó Nguyên Như xin kính mời chị Minh Trang có thể thay mặt đạo tràng để hồi hướng sau khi nghe Pháp ạ. Dạ con xin xuống mic ạ. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Thầm Ma Giá, Nam mô Sang Ca Giá. Để kết thúc buổi sinh hoạt hôm nay, xin thay mặt chư tăng cúc chúc ngắn đến đạo tràng. Bhavatu sabba mangalang rakkhantu sabba devata sabba bhutanu bhavena sadaso thi bhavantu te. Bhavatu sabba mangalang rakkhantu sabba devata sabba dhammanu bhavena sadaso thi bhavantu te. Bhavatu sabba mangalang rakkhantu sabba devata sabba sangha nupavena sana sothi bhavantu te. Tất cả phước báo hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì định người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự an lạc thường thường định người, cầu xin cho các thiện tín được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tân hoa trong đường Phật đạo, cầu xin cho các thiện tín khỏi bệnh hoạn, được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thảy. Cầu xin cho bà tâm tinh thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Nam mô Bụt Thầy Giá. Sa thu sa thu lành thai. Dạ con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư Pháp Thanh đã từ bi hoan hỷ giảng dạy cho chúng con bài học hôm nay và chúc phúc cho đạo tràng của chúng con. Và sau đây con kính mời đạo tràng cùng con hồi hướng sau khi thính pháp ạ. Ya de wa ta san ti vi ha ra wa si ni thu be ka re po thi ka re ta hin ta hin ta tham ma da ne na pa wan tu pu chi ta so tin ka ron te ta vi ha ra man da le Thế ra cha mát cha na wa ka cha phít ka wo sa ra mi ka da na pa ti u pa sa ka. Gà ma cha đề sa ni gà ma cha ít sa ra sắp ba na phu ta su khi ta pha quan tu tê. Cha la pu cha ye bi cha an da sam pha wa san se da cha ta a tha wo pa pa ti ka. Ni ya ni kam tham ma wa rang ba tit cha te sap be pi duk kha sa ka ron tu sang kha yang. Tha tu chi rang sa tang tham mo tham ma tha ra pa puk ga la. Sang kho ho tu sa mang go wa at tha ya cha hi ta ya cha am he rak kha tu sak tham mo. Sắp đề bi thăm ma cha ri no vô tình sâm ba bu nây ya ma thăm ma ri yap ba vệ. Đi tê. Y đăng no nha ti đăng hôn tu su khi ta hôn tu nha ta yô. Y đăng no nha ti đăng hôn tu su khi ta hôn tu nha ta yô. Y đăng nô nha ti đăng hôn tu su khi ta hôn tu nha ta yô. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự yên vui. Y đăng quá ta mê buồn nhằn à sao quắc khai à sao quắc khai rằng a hằng hồn tu ana gati kai. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. Nguyện cầu tam bảo từ hàng độ, nguyện thoát ba tai nước lửa binh, nguyện thảy chúng sanh khỏi oan kết, nguyện cho nhân loại ráng tu hành, nguyện gìn tam học giới định tuệ, nguyện đoạn tha si độc sanh, nguyện dạy canh nhân sanh tự khổ, nguyện diệt tâm tham háo lợi danh, nguyện tu tinh tấn không giải đại, nguyện sao đạo quả sớm viên thành. Và sau đây một lần nữa con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư Thanh Tâm, sư Pháp Thanh
đã đến với đạo tràng và giảng dạy cho chúng con nghe bài học ngày hôm nay. Kính cảm ơn quý cô chú đạo hữu đã đến với đạo tràng tham gia thời pháp ngày hôm nay ạ. Dạ con kính mời cô chú trở lại Zoom vào ngày mai vào lúc 9 giờ tối giờ Hoa Thịnh Đốn, tức là 9 giờ sáng giờ Việt Nam. Và ngày mai sư Pháp Thanh sẽ tiếp tục giảng dạy cho chúng ta tiếp bài học Kinh Milinda. Dạ, nên con kính mời đạo tràng ạ. Dạ, đạo tràng cùng tham gia vào ngày mai. Dạ, con kính chị an lành, sáu thời điều an lành ạ. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sangha. Dạ, con kính tạm biệt đạo tràng. Dạ, chúc đạo tràng ngủ ngon ạ. Dạ, con xin xuống mít ạ.